rất vui khi được có mặt tại trụ sở của Phòng Thông tin và Doanh nghiệp Việt Nam, nơi là tạo điều kiện và tạo môi trường kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp cũng như là nơi tạo ra các giá trị cho doanh nghiệp. Tôi hoàn toàn nhất trí rằng cấp cao 7 ngày trước và cái SFA đã làm một cái hoạt động rất là tốt, và tôi hoàn toàn ý thức được rằng khía cạnh hợp tác về mặt kinh tế sẽ đem một cái lại một hơi thở mới cho cộng đồng pháp ngữ. Tôi nhận thấy rằng pháp ngữ không chỉ đem lại những cái lĩnh vực hợp tác liên quan đến vấn đề là về tự do này, về quyền này, nhà nước pháp quyền, hay là cũng không chỉ dừng lại ở lĩnh vực về trao đổi văn hóa và ngôn ngữ, mà như ông đã nói cần chú ý hơn nữa, chú trọng hơn nữa tới lĩnh vực hợp tác kinh tế để đáp ứng hơn nữa nhu cầu của người dân về cuộc sống, nhu cầu về việc làm, nhu cầu về việc là có nhiều giá trị gia tăng trong các hoạt động kinh tế được tạo ra trong quá trình hợp tác. Ông thư ký của chúng tôi là bà Michael Jean đã coi hợp tác kinh tế là một nghĩa vụ, là một nhiệm vụ của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, và trong tất cả các chuyến đi thăm làm việc hoặc là đến thăm chính thức các nước thành viên thì bà đều có gặp gỡ với cộng đồng doanh nghiệp. Biệt trong những dịp này thì bà thường xuyên tập trung vào thảo luận những chủ đề liên quan tới khởi nghiệp hướng tới thanh niên, phụ nữ, các trẻ em gái và hướng tới vấn đề tạo công an việc làm. Hợp tác kinh tế cũng như chiến lược kinh tế của cộng đồng pháp ngữ đang mở ra một không gian mới cho các nước thành viên, mà không gian này sẽ thu hút sự tham gia của người dân và doanh nghiệp. Và năm nay ở trong cái dịp mà hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại Armenia đấy ạ, tháng 10 này, thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức một diễn đàn doanh nghiệp pháp ngữ, và trong thư mời của tổng thống Armenia dành cho các nước quốc gia nước Nhật Bản thì cũng đã đề rõ rằng là các vị nguyên thủ đi thì cũng rất là mong muốn là sẽ có thêm cộng đồng doanh nghiệp cũng như là lãnh đạo của phòng thương mại công nghiệp của các nước thành viên Việt Nam. Tôi đã có một tổ chức mẹ là một cái tổ chức mà có tập hợp rất nhiều các phòng thương mại và công nghiệp của các nước châu Phi, và cũng rất mong là sẽ thành lập ra được một cái tổ chức lớn, một cái nghiệp đoàn mà có thể tập hợp các phòng thương mại của các nước châu Á, thì do tiếng Pháp và các nước thành viên khác của cộng đồng Pháp. Và tại hội nghị sắp tới tại Geneva, thủ đô của Armenia là sẽ khai trương cũng như là sẽ tung ra, đưa ra cho ra đời một mạng lưới các phòng thương mại và công nghiệp của các nước Pháp. Đây là một trong những hoạt động cho thấy hiện nay Tổ chức Quốc tế Pháp cũng rất quan tâm tới lĩnh vực hợp tác kinh tế. Chúng tôi cũng có rất nhiều hoạt động để hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển, gọi là những môi trường kinh doanh.